Bà dạ con xin lỗi, hỏi thăm là bác tên gì? Đỗ Ngọc Anh. À là bác Anh á, là hàng xóm với chú Toàn đây, là chắc là cũng hồi xưa nó làm cho tôi. À bà, vậy dạ, tôi vừa gạo rồi nó làm cho tôi. Dạ. Nhưng nó nói ra cái nhà này rồi đó, nó làm cho tôi là nó chưa có vợ. Nó làm cho tôi nó nhà này nhà nó mua. Dạ. Nó trúng số nó mua. À. Trúng hai tờ nó mua. Cái này cái xúc động chứ không phải. Chứ phải mình nghĩ cái chuyện đó thì mình không có can đảm mình vượt qua đúng không? Dạ. Xúc động cái chuyện người ta thấy ra rồi. Bây giờ mình vẫn còn chịu khổ. Hồi xưa đôi khi mà không trúng vé số là may hơn nha chú Hân. Đúng rồi, nếu mà không trúng thì nó đỡ hơn, mình cũng bình thường, không có như ai hết. Không trúng cuối cùng cái tiền nó lại hại mình đủ thứ hết. À dạ. Hồi sáng tập đi dục rồi hả? Mới về đó, sáng là tập khoảng gần 2 tiếng. À. Chiều 8 tiếng. Chiều bao nhiêu ạ? Chiều 3 tiếng. À chiều 1 tiếng. Nay nhìn giống như thanh niên vậy đó. Nay 6 mấy rồi ta? 65. À 65 tuổi rồi mà nhìn giống như thanh niên. Nữ ra cái chuyện cái số mệnh. Thành ra mình ở đó chứ sao thôi rồi là kén xưa tôi con cũng trúng số 2 lần á, nhưng mà bây giờ nó đủ thứ khổ quá. Vậy số mà người ta tranh giành như những tài sản mà mình có với số trúng á, để lại giờ tranh chấp giành giật nhau đủ thứ, thành ra anh em nó cũng như thành thù hận, nó làm cho mình buồn, rồi lúc đó trúng rồi nghiện ngập nữa, mất đi luôn cánh tay nữa, cũng như là nó đưa đẩy mình đó, rồi nghiện ngập, rồi sau này không có tiền rồi đi trộm cắp rồi bị bắn luôn, rồi ra mất đi cánh tay, rồi bây giờ khổ quá, rồi còn những cái tài sản chút đỉnh đó, rồi giờ tranh giành nữa, em mất trong nhà nó cũng tranh giành rồi đây với số này thôi, không dám mua nữa, thấy chưa, không dám mua nữa thôi. Gửi chú nè, cái này gửi chú nè, không có cái này như số mua nha, gửi chú nè, cái này bỏ túi nha. Không mua mấy số mà tặng tiền cho. Cái tiền rớt á, đi tiền sao để ấy quá. Cái này cảm thông quá, mình thông cảm vậy đó. Hồi xưa là con nghe nói là năm 14, 15 tuổi là chú là 2 lần trúng độc đắc luôn à. Đúng rồi, lúc đó là năm 70, năm 1970, lúc đó thì mình cũng sống chung với gia đình rồi đông anh em lắm, lúc đó là cái dàn em tôi lúc đó còn 5 đứa còn nhỏ đó, tụi nó mấy tuổi mới đủ không à, thật ra mình phải đứng cánh gác một vụ ba mình á, coi như là bán về chợ đó, rồi đẩy xe thuốc rồi đem báo rồi này kia, mà mình cũng như mình lúc đó mình thấy với số để một từng mà đóng cặp vậy để bán một từng, rồi rút đỡ lá bỏ túi cũng như để dành còn ai hơn vậy đó, chứ thấy hoàn cảnh gia đình vậy nó khổ quá đó, thật ra may mắn thì nó trúng lần đầu được 3 triệu, lần đầu được 3 triệu, lần đầu được 3 triệu à? 3 triệu, 3 triệu đó, 3 triệu. 3 triệu là một tờ hay là một tờ? Một tờ là 3 triệu. Đó là năm mấy à? Năm đó 1970. Năm 70, 3 triệu hồi đó là mua được vàng chứ cũng nhiều ha. Nhiều lắm à, vàng có mấy ngàn cây một cây à? Mấy ngàn đồng một cây vàng thôi. Năm 7 ngàn gì một cây à? Hồi gặp đó, ông nhà báo ông có nói rõ mà trúng vậy là 1 triệu mua được chiếc xe Mercedes. Cái ông mà ông nhà báo hôn đó có lên con ông là mua được 1 chiếc Mercedes đó. Thời điểm đó nếu mà 3 triệu thì 1 triệu mua được chiếc đổi, cũng như là đổi được chiếc xe Mercedes đó. Rồi ông lớn không, ông thành ông lớn mình 5-7 tuổi vậy đó. Rồi cái sau đó mấy năm là chú lại trúng độc đắc nữa. Thì năm đó là coi như là tháng 9 là trúng rồi, tiếp theo đó cách mấy tháng sau rồi, mấy tháng sau là tiếp. Năm đó luôn. Năm đó luôn, cuối tháng 12. Cũng như là gần Giáng sinh đó, lúc đó đi chơi mấy bạn bè đó, rồi về cái ông già ông nói nay không bán trúng nữa. Ông nói bán trúng nữa vì ông bán và chợ, ông đẩy xe về tối, ông đẩy về lúc đó tối cũng về. Về ông nói bán trúng nữa, nói con có để dành mấy lá nè. Cái lấy là lúc đó để dành tới 10 lá được, mà lúc đó lựa số chục, 10, 20, 30, cái ông nói bán cho trúng số 40. Cái nói về trúng nữa rồi, đưa ông lá 40, lúc đó trúng lên là 4 triệu. Đẹp sao được 4 triệu, tức là 2 lần là được 7 triệu.
Lần sau là cũng một tờ luôn. Một tờ luôn. Nhưng mà lần đầu là một tờ độc đắc được 3 triệu, lần sau là 4 triệu. Tại sao là trong vòng mấy tháng mà nó chênh lệch với nhau vậy? Không hiểu nữa. Chỉ mình biết vậy thôi. Vì lúc đó ví dụ như tờ đầu nó 3 đồng thì tờ sau nó 4 đồng. Tức là cái tiền mua với số nó tăng như giống như số mình bán giờ này. Nó tăng lên rồi số lượng tăng tiền nó tăng lên theo cái giá trị của cái số số. Đó lần sau 4 triệu. Cái năm đó là chú mới có 15 tuổi. Vậy là những cái tờ vé số đó là những tờ vé số mà của ba của chú mà đi bán đúng không? Đúng rồi bán. Nhưng mà mình á thì mình lại là mình lấy riêng mình cắt. Rồi mình cắt để dành á. Nhưng mà để dành để bán lại cho không, người khác hay sao? Không phải để dành để nó có cái may mắn chứ rồi đúng 3 triệu rồi. Thì tôi sau đó mấy tháng thì tôi vẫn hàng ngày cũng như lâu tôi mới để dành chứ không phải mình để dành thường. Để chắc là cái số mình được trúng đâu phải là mình lấy hoài đâu. Có nghĩa là lâu hồi nay hứng được hết được thứ 10, 20, 30, 40 được 10 lá được. Thì ra khi mà ông về ông nói số 40 trúng rồi ra mình nói trời vậy chắc trúng nữa. Cái móc ra nguyên về 10 lá đó cái đưa. Mà cắt kỹ lắm nha, tôi cắt rồi đó không phải là bỏ túi theo hay là bỏ này kia đâu. Cái bàn thờ đó, tôi bỏ trên cái hũ nước mà mỗi năm cúng giao thừa đó có cái hũ nước để đó nên tôi để dưới. Quay trở lại cái câu chuyện mà trúng số thì chú kể cho con nghe cái cảm giác mà khi lần đầu mình trúng tờ độc đắc mà 3 triệu đó, thì gia đình cảm xúc lúc đó nó như thế nào và quá trình đi nhận thử này ra sao ạ? Lúc đó thì tôi có nghe ông nói là bán vé số mà trong khi vé số mình để dành á thì mình cũng nghi thôi, mình hy vọng thôi chứ còn mình không biết là mình có trúng hay không. Đó mình để dòng nghe nó ông già ông bán đẩy xe thuốc về tối thì ông có nói là nay ông bán vé số cũng như là trúng được độc đắc. Đó ra mình nghe mình mừng, mình cũng như mừng mình có để dành một giờ tờ giờ đó mình nói chắc không biết có hy vọng không. Nhưng mà qua mình nói với bạn có thằng Châu á cũng quen đó rồi nói là trúng số nha, nó từ giờ trúng số à, về lấy tờ số ra đưa vô cái nghe chốc luôn nghe chốc luôn mừng quá cũng như cảm xúc mình nó thường vậy là đỡ khổ rồi nhất đối với bằng đó mình không quan trọng tiền có nghĩa là mình trợ đợi gì cái kinh tế nó tương đối dễ thở rồi ra không có như không có khổ quá đó. Thì ra mình cũng không có mừng quá mất nhưng mình mừng cái là mình nói vậy là mình có tiền đỡ khổ quá rồi thì đưa cho gia đình để ấy đó rồi lúc đó thì khả năng lãnh thì không được. Chỉ vì với tuổi 15 thì cũng không đánh được vì không có cái căn cước rồi đó là kêu căn cước á thành ra mới đưa cho ổng đưa cho ba đó. Rồi sau cái lần mà trúng độc đắc 3 triệu đó thì chỉ vài tháng sau là lại trúng độc đắc một lần 4 triệu nữa đúng rồi vài tháng sau là trúng tiếp nữa đó, chú lần... kể lại cái lần trúng thứ hai nữa như thế nào. Đúng rồi lần thứ hai thì lúc đó thì không phải là mình thường xuyên lấy đâu có nghĩa là lâu là tùy theo ấy cũng như cái số vậy cái số mình được thưởng là sao đó chứ không phải đâu có cái ngày nào mà đi lựa đó đâu cũng quan tâm nhưng mà bữa đó tự nhiên cái nó thôi này lấy vậy nó số 10 đi số chục chứ không phải là lấy số 10 số chục đi 10, 20, 30 đó thì lấy 10, 20, 10 tới 90 nhỏ mấy lá cũng khoảng 90 lá gì đó chứ số chục mình lấy đó thì lấy vậy cái xong cái cắt lên bàn thờ bỏ bàn thờ để đó rồi khi đó hôm đó nó đi Sài Gòn chơi với bạn thì nó cũng đi khu dân sinh á đúng rồi, nhớ kỹ đi khu dân sinh bữa đó gần dân sinh rồi cái bắt đầu cái về thì cũng nghe ông già về tới nhà thì vô nhà thì nghe ông già nói nay không bán trúng hôm nay gặp mình á cái ông nói nay bán trúng nữa cháu không gì hy vọng mình có để dành hay sao đó cái ủa bán trúng mà vậy số mấy hỏi ông số mấy ông nói số 40 nó hỏi số 40 mình cứ nói là mình có để số 40 hả à. Thành ra chút chục quá vậy với 40 cái mới lên mà đợi rút cái móc kiếm đế chục vậy nên lúc đó hai tay cũng hai tay lúc đó còn đủ hai tay nó cầm ấy cái mình lấy số 40 này ba coi ông em nó trúng rồi trúng nữa rồi đó cái mình cũng mừng ra sao vậy á mừng quá nhưng mà lúc đó nó thật ra thì mà, nó không có vui đâu mình nói vậy chứ thật ra lúc đó mình cũng vì nó đâu có quan trọng vậy mình đã có tiền rồi. Thành ra mình thấy nó à dây trúng nữa rồi đỡ cho gia đình thành ra đưa ổng rồi đó là tiếp tục đi lãnh vậy đó rồi về rồi mới ổng cắt hết rồi xây dựng gia đình nuôi gia đình vậy thôi tiếp tục vậy đó. Sau đó mình đã dùng cái 7 triệu đó vào việc mua nhà đúng không chú? Đúng rồi lúc đó thì tới sau đó một năm 71 thì ổng bả mới tính mua đất rồi mới cất nhà lên nó cất cái nhà đó lên
Thì cái khoản đó cũng khoảng 2 triệu. Đất với nhà chắc khoảng 2 triệu. À, mua một căn nhà. Đất, à, mua đất. Hồi đó đất. Ờ đất đó ở trên, ở đây đất mướn. À. Rồi mới mua đất mới cắt nhà. Hồi xưa là muốn cắt lên kiên cố là phải mua đất. Rồi đó thường là mình xây nhà, họ không cắt cắt nhà, mướn đất rồi cắt nhà lên. Rồi từ đó họ bán mấy người này kia đó, đã ổng về đó mua. Mua ở đó đó rồi sẵn đó vậy ổng mới cắt lên, ổng mua đất ổng cắt lên đó. Bây giờ nó cái nhà đó đó là nó vậy. Như vậy là trúng cái số 7 triệu thì trong đó là có 2 triệu là dùng chi tiêu vào việc là mua đất cắt nhà. Ừ, đất cắt nhà đó, khoảng 2 triệu. Con thấy là chú là giống như là chú là có cái bàn tay may mắn, cha chú làm cái nghề là bán vé số. Mà chú gần như là giấu cái tờ vé số nào là tờ vé số đó là trúng động đất. Thì tại sao là chú không có tận dụng bàn tay may mắn của mình để mua tiếp vé số, mà là chú là nghĩ là vé số là đem đến siêu rủi cho mình? Hắn may mắn là lúc đó, nhưng bây giờ nó hết may mắn rồi. Như là nó là cái siêu rủi chứ không phải may mắn. Nó không có hình có gì để cho mình vui nữa, mà lại đang là có những cái sự buồn, đúng không? Dạ, nói về câu chuyện mà xưa rủi do vé số mang đến thì chú kể cho con nghe, đó là sau khi mà chú trúng độc đắc thì chú lâm vào con đường là nghiện ngập, đúng không ạ? Có những cái thời điểm coi như là cũng như mình bị bắt nhốt trong tù, rồi mình nghiện ngập rồi ra mình phá tù trốn. Nó phá tù trốn thì sau đó nó bị công an đó, nó phát hiện rồi ra, nó dí ra. Lúc đó mình đang nghiện mà ra liều lĩnh, nó bỏ chạy. Lúc đó đi với hai thằng rồi, đúng là hai thằng ở chung phòng á, ra trốn hai thằng cùng phóng cùng chạy. Nhưng mà cuối cùng kia nó né được, nó lách vô trong xóm đó, nó trốn được. Rồi còn tôi vẫn chạy, mình không có lách vô xóm mình chạy biết bị bắn nát cánh tay rồi. Sau đó thì coi như đưa vô bệnh viện rồi thì cái tay bị cục thì coi như sau đó là cũng như là xong luôn á. Nó xui rủi vậy thì mình phải chấp nhận thôi. Người ta cũng đâu đền bù cho mình đâu. Lại cái chuyện đó mình phá tù, mình trốn, mình không có chịu cải sửa những cái gì mà sai sót của mình á. Thành ra rồi sau đó nằm bệnh viện về rồi mình phải chịu, cũng như là mình chịu tàn tật vậy đó. Đó là cũng cái xui cho mình. Vậy nghĩa là sau khi mà trúng độc đất thì chú lâm vào con đường là nghiện ngập. Đúng rồi. Thì khi mà nghiện ngập thì mình lại thiếu tiền mới đi trộm cắp. Để đi trộm cắp thì xong rồi bị chính quyền cũ bắt đó. Bị bắt thì chú lại là vượt ngục rồi. Đúng trong rồi. Quá trình vượt ngục thì chú bị bên phía chính quyền cũ là dùng súng là bắn nát cánh tay. Đúng rồi. Thì cái thời điểm đó là năm đó chú bao nhiêu tuổi ạ? Lúc đó là 75 vậy thôi. Lúc đó là 20 tuổi. Lúc đó 20 tuổi. 15 tuổi là trúng vé số, 20 tuổi là bị bắt đứt cánh tay. Và thời điểm đó là chú đã có vợ chưa? Lúc đó có vợ rồi, lúc 18 tuổi là có vợ rồi. Lúc đó thì vợ con bỏ đi luôn, thấy mình tàn tật là rút lui luôn. Là vậy là trúng độc đắc xong là 3 năm sau là cưới vợ. Rồi lại 5 năm sau là bị bắn đứt cái tay. Rồi, và rồi, khi rồi. Mà bị bắn đứt cái tay nằm viện thì vợ bỏ luôn. Vợ con bỏ hết. Tại rồi. Sao lại bỏ mình trong cái hoàn cảnh như vậy? Nó khó vậy đó, bị gì thấy mình xa đọ với mình không còn có khả năng này kia đó. Thành ra thì mình thấy cái chuyện mình tàn tật vậy, người ta thắt hủi người ta bỏ mình thôi, phải chịu thôi, chứ giờ mình đâu có mà đòi hỏi gì. Cái đó là quyền của người ta vậy thôi đó. Mất vợ. Vợ chú nghe nói hồi xưa cũng xinh đẹp dữ lắm hả? Đúng rồi. Là cô làm nghề gì ạ? Bác sĩ rồi. Bác sĩ là bác sĩ. Học ra bác sĩ. Đó. Đúng rồi, anh có biết chưa? Không á. Là sau khi mà trúng độc đắc á, chú là mất cánh tay, mất người vợ xinh đẹp. Đúng rồi. Thì chú còn mất cái gì nữa sau khi mình trúng độc đắc? Hình như là mình mất cả cái tình thân trong gia đình luôn. Đúng rồi. Cái tình cảm con người nó bị lệch lạc, cũng như người ta vì cái vật chất nó còn lại đó, những cái tài sản còn lại đó họ sẽ tranh giành với mình. Nghĩa là hiện nay chú và anh em gì của mình nó đang tranh chấp cái gì hay sao, là chú nói sơ qua cái đang tranh cái tài sản mà cũng như nhà đất mà trước đó, nhờ cái tiền đúng số đó mà có được đó, giờ nó đang giành giật với mình ra. Coi như là mình cũng phải chịu thua rồi, coi như là nó không còn có cái để mà mình có cái coi như là được hưởng hay là được cái trọn vẹn hưởng đó. Là ra giờ
như là chia đều ra này kia nói, nhưng mà tài sản thì thật ra của mình, nhưng mà cuối cùng bây giờ phải chia đều ra. À, ý của chú nói là ngày xưa khi mà chú mà trúng đập đất xong á thì cái tiền đó là được dùng vào việc mua nhà đúng không ạ? Đúng. Sau khi bố mẹ của chú mất á thì cái căn nhà mà chú tạo lập từ cái việc mà trúng cái số thì xảy ra tranh chấp giữa anh em trong gia đình chú đúng không ạ? Đúng rồi. Thì chắc là tình cảm giữa anh em thì đó nhà nó, bây giờ nó mất mát luôn, cũng như là đặng đức là mạnh ai, cũng như là đây không nói phải cái thù nhưng mà coi như là như người dân rồi, cũng như là không có còn cái gì mà để mà dính dáng với nhau. Bây giờ chắc mà nó làm con người ta mù quáng quá thì đương nhiên là không có còn tình cảm gì nữa, nó mất hết tình cảm rồi. Bị gì nếu mà xử sự đúng á thì mình còn tình cảm, ví dụ như là họ công nhận cái nhà kia là họ muốn chia san sẻ như ở giờ thôi, cái nhà đó cũng nhờ công cán của mình trúng lên hết chưa, bây giờ thôi thì anh hưởng phân nửa, còn nhiêu kia chia đều đó cho anh em có người chút thì mình cũng chấp nhận cái này. Họ muốn chia đều luôn, họ muốn cũng như là không bán, cũng như là bỏ cái công cán của mình ra luôn. Nghĩa là bây giờ là chú và những người anh em trong gia đình là đang tranh chấp với nhau tại tòa án luôn hả? Đúng rồi, đang chán lắm. Tình hình nó đi coi như là nó không có thuận lợi cho mình, mình rất buồn. Nhưng mà căn nhà đó bây giờ là nơi chú và hai đứa con cùng người vợ mà của chú đang sống đúng không ạ? Đúng rồi. Và nếu mà mình sống từ nhỏ tới lớn đó, nếu mình thua trong cái phiên tòa đó là coi như mình vợ con mình không biết ở chỗ nào. Đúng rồi, đó là không biết ở đâu, không có nơi ở. Con đêm lớn rồi, nghe ngủ lớn rồi nói đâu. Cái tầng này là cuối đời, tôi đang khổ, đang rất khó khăn mà tôi còn có vợ hai đứa con nữa, giờ tôi đang đo cái chuyện này. Mong rằng có cái sự nào giúp đỡ đây, tôi có cái thuận lợi tôi ổn để tôi lo cho vợ với hai đứa con. Vì tôi cũng lớn tuổi rồi, sáu mấy tuổi rồi, vậy chuyện sống khó khăn đó. Thì ra tôi đang lo nhất là cái phần này, dưới phần có những cái tác động của con tôi. Cái nhỏ nó đang học lớp 6, còn lớn đi cái vụ rồi nó cũng khổ lắm, nó cũng chưa có cái gì hết. Thì ra tôi lo cái chuyện mà mấy đứa con mình nữa, còn biết ra sao, đi đâu rồi làm cái gì. Thì vợ tôi cũng tàn tật, vợ tôi cũng bị đó, nó bị cái chân đó, nó bị khuyết tật rồi, nó bị sức môi đó, cũng chứ á. Rồi tôi tàn tật như vậy đó, nó khó lắm, giờ biết sao.